Xin chào các bạn đang theo dõi kênh Quân sự 24 giờ. Kính thưa quý vị, như chúng ta đã biết, đồng bằng sông Cửu Long đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của Việt Nam. Đây là vùng sản xuất và xuất khẩu lương thực, vùng cây ăn trái nhiệt đới lớn nhất cả nước. Đồng thời, đây cũng là khu vực trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế, hợp tác đầu tư và giao thương với các nước trong khu vực cũng như thế giới. Trước việc Campuchia cho xây dựng kênh đào Phù Nam Tech Châu gây ảnh hưởng lớn đến đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam đã lên tiếng phản đối và yêu cầu thảo luận thêm để giảm thiểu tác động xuống mức thấp nhất. Tuy nhiên, Campuchia vẫn kiên quyết công bố sẽ thi công con kênh này vào tháng 8 tới. Trước tình hình đó, nhiều người Việt Nam nhận ra rằng chúng ta cần một công trình tầm cỡ để đáp trả tham vọng của chính quyền ông Hun Manet khi nước này quyết tâm xây kênh Phù Nam Tech Châu. Trong bối cảnh căng thẳng hiện tại, bên cạnh dự án cầu vượt biển Phú Quốc, thông tin về một siêu dự án khác cũng đã được cộng đồng mạng lan truyền nhanh chóng, và một khi nó được triển khai, đây có thể là một đòn đánh chí mạng đối với tham vọng xây kênh đào của Campuchia nhằm bóp nghẹt đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Vậy cụ thể, siêu dự án đó là gì và tính khả thi của nó ra sao? Mời các bạn cùng tìm hiểu câu trả lời ngay trong video ngày hôm nay nhé! Như các bạn đã biết, đã có nhiều ý kiến đưa ra về việc ứng phó với các ảnh hưởng từ công trình Phù Nam từ phía Campuchia, trong đó có quan điểm cho rằng Việt Nam có thể xây dựng các công trình lớn như cầu vượt biển hay kênh đào. Một trong những đề xuất được bàn luận sôi nổi nhất là xây cầu vượt biển Hà Tiên, Phú Quốc, xây siêu đập trận phía dưới điểm gốc của sông Sở Thượng chảy về sông Mekong, hoặc đào kênh từ vùng Tây Nguyên dẫn nước về đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều người Việt Nam cho rằng nếu Campuchia kiên quyết làm kênh đào Phù Nam, Việt Nam cần phải có một công trình tương xứng về quy mô, tầm ảnh hưởng kinh tế, quân sự và xã hội. Một siêu công trình như vậy không chỉ có giá trị thực tiễn với người dân địa phương, mà còn mang tầm vóc đối ngoại, lòng tự tôn và khát khao phát triển dân tộc, cùng niềm tin vào sự toàn vẹn chủ quyền đất nước. Đây là tín hiệu tích cực cho giới chức lãnh đạo, vì sẽ rất đáng buồn nếu các vấn đề liên quan đến sinh kế và an toàn của người dân bị bỏ mặc. Những ý kiến bàn luận không gây kích động thể hiện ý nguyện của mỗi người và nên được lắng nghe, tôn trọng. Tất nhiên, những người có trách nhiệm sẽ phải phân tích sâu hơn về tính thực tế và hiệu quả của các đề xuất này. Người Việt ta không ngần ngại nghĩ đến những công trình tầm vóc thế kỷ. Ý tưởng xây cầu vượt biển Hà Tiên, Phú Quốc đã ra đời trước khi Campuchia tính chuyện đào kênh Phù Nam. Thậm chí, đã từng có đề xuất xây dựng siêu kênh đào Đông Dương, dẫn nước sông Mekong vượt dãy Trường Sơn đổ vào sông Thạch Hãn. Khi kênh đào Phù Nam bắt đầu gây áp lực, ý tưởng về cây cầu này lại được nhiều người trông đợi, khiến không ít người lầm tưởng đây là dự án đã được nhà nước phê duyệt và sớm khởi công. Trên thực tế, câu chuyện về cây cầu vượt biển này chỉ là ý tưởng của một nhóm sinh viên ngành giao thông vận tải. Họ đề xuất xây dựng cây cầu dài nhất thế giới, lên tới 45 km. Trong một báo cáo tốt nghiệp, ý tưởng này được khen ngợi vì tính độc đáo và táo bạo, nhưng vẫn chưa khả thi, ít nhất là ở giai đoạn hiện tại. Xét về vai trò quân sự và quốc phòng, Phú Quốc và Hà Tiên đều có vị trí địa chiến lược quan trọng với Việt Nam. Nếu có chiến tranh nổ ra, hai điểm này là nơi gần nhất trên biển phía Tây Nam, để hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành thế trận liên hoàn. Một cây cầu kết nối hai khu vực sẽ rất thuận tiện cho di chuyển binh lực. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể chính xác theo các học thuyết quân sự từ nhiều thập kỷ trước. Xây dựng cầu vượt biển Phú Quốc, Hà Tiên, với chiều dài lên tới 45 km, không chỉ tốn kém hàng tỷ đô la, mà còn trở thành mục tiêu hấp dẫn cho các tên lửa tầm xa. Những động thái của quân đội Việt Nam cho thấy việc xây dựng cây cầu dài nhất thế giới không nằm trong kế hoạch bảo vệ Phú Quốc. Thay vào đó, Việt Nam chú trọng hơn vào phòng thủ tại chỗ và duy trì tuyến hàng không quân sự Phú Quốc, rạch giá. Với chiều dài 120 km, Phú Quốc đã là sân bay quân sự loại 2 và cảng hàng không rạch giá là sân bay quân sự loại 3, giúp tạo điều kiện cho không vận quân sự trên không khi cần thiết. Xét về kinh tế, xây dựng cầu vượt biển Hà Tiên, Phú Quốc sẽ tiêu tốn khoảng 100.000 tỷ đồng, tương đương gần 4 tỷ đô la Mỹ. Với con số khổng lồ này, phương án dùng vốn ngân sách là bất khả thi. Gọi vốn đầu tư theo hình thức đối tác công tư, gọi tắt là PPP, cũng gặp nhiều khó khăn, khi không có doanh nghiệp nào dám đầu tư vào dự án này.
việc thu hút vốn đầu tư quốc tế, dù từ Mỹ, Nga hay Trung Quốc, đều gặp nhiều trở ngại về chính trị và chiến lược. Mỹ có thể chỉ đầu tư nếu được đồng ý đặt căn cứ quân sự, trong khi Nga đang bận tâm ở Ukraine. Đáng lo ngại nhất là nếu Trung Quốc trở thành chủ đầu tư của dự án này. Điều đó sẽ tạo ra áp lực không nhỏ đối với Việt Nam, vì Trung Quốc đang tìm cách gây sức ép thông qua Campuchia. Tuy nhiên, xác suất này rất nhỏ và Việt Nam sẽ không dễ mất cảnh giác. Hơn thế nữa, bài toán kinh tế cho thấy rằng việc hoàn vốn từ dự án cầu này là rất khó khăn. Vì vậy, biến ý tưởng xây cầu Phú Quốc, Hà Tiên thành hiện thực và trở thành niềm tự hào của vùng Tây Nam Bộ vẫn là một thách thức lớn và khó khả thi trong hiện tại. Trước những khó khăn trong việc triển khai dự án cầu vượt biển Hà Tiên, Phú Quốc, Việt Nam đã đưa ra một đề xuất táo bạo hơn, đó là xây dựng siêu kênh đào Đông Dương. Tương lai có thể xuất hiện một kênh đào mới mang tên Đông Dương, từ sông Mekong ở Lào chảy về miền Trung, Việt Nam. Đề xuất này là tâm huyết của nhà khoa học địa chất Phạm Văn Quang, người từng giữ vị trí Viện trưởng Viện Địa chất Môi trường. Ông Quang được nhiều chuyên gia quốc tế đánh giá cao, thậm chí họ còn thừa nhận rằng ông Quang hiểu biết về hệ thống sông ngòi nước họ hơn cả họ. Câu chuyện về đề xuất táo bạo của ông Quang bắt đầu vào tháng 3 năm 1982. Trong một chuyến khảo sát để vẽ bản đồ tại Quảng Trị, ông đã phát hiện một vết đứt gãy tuyệt vời ở dãy Trường Sơn tại làng Cát, nơi sông Giảo Quán uốn lượn qua. Độ cao của khu vực này so với mực nước biển chỉ là 14 mét. Bên kia biên giới, sông Sê Băng Hiêng của Lào, lượng sắt vào biên giới Việt Nam cách làng trại chỉ 14 km theo đường chim bay. Tiến sĩ Quang đã nảy ra ý tưởng chỉ cần đào một con kênh dài 14 km nối liền hai dòng sông, sau đó đắp một con đập trên sông Mekong. Nước sông Mekong sẽ dâng cao và chảy ngược về đông theo dòng Thạch Hãn tuôn ra cửa Việt. Lợi ích của dự án này sẽ cực kỳ to lớn. Nguồn nước dồi dào từ sông Mekong sẽ tưới mát cho toàn bộ vùng Quảng Trị và đồng bằng Bắc miền Trung vốn thường xuyên khô hạn, trong khi lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị triệt tiêu. Tuy nhiên, phải 10 năm sau, tiến sĩ Quang mới có thể bắt đầu cụ thể hóa quá trình nghiên cứu dự án. Năm 1992, khi được Lào mời sang vẽ bản đồ địa hình, địa chất và nước sông Mekong để xây dựng đập thủy điện Nam Thi Ảnh, ông đã bỏ nhiều công sức để nghiên cứu và thu thập đầy đủ dữ liệu cần thiết cho dự án. Sau gần 10 năm nữa, ý tưởng của ông đã định hình thành một dự án hoàn chỉnh và khả thi. Vào mùa khô, sông Sê Băng Hiêng sẽ đổ vào sông Mekong tại độ cao 135 mét, chỉ chênh lệch 40 mét so với độ cao 175 mét của đoạn chảy qua làng trại. Chỉ cần đắp một con đập cao từ 80 đến 100 mét, dòng sông Sê Băng Hiêng sẽ phải đổi chiều. Theo tiến sĩ Quang, với sự điều chỉnh của con đập này, khoảng 25% đến 30% lượng nước sông Mekong sẽ được chuyển vào sông Thạch Hãn, tương đương 26,1 tỷ mét khối nước. Trong 40 ngày cao điểm lũ, việc cắt lũ này sẽ giúp giảm 1.000 mét khối nước mỗi giây. Trong những ngày đỉnh lũ ở sông Tiền, sông Hậu, đỉnh lũ xuống từ 1 đến 2 mét, giảm thiểu đáng kể những thiệt hại do lũ gây ra cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, vẫn giữ được nguồn lợi từ việc bồi đắp phù sa và khai thác thủy sản cho vùng nông nghiệp Tây Nam Bộ. Với trình độ và phương tiện thi công hiện đại của thế kỷ 21, việc xây dựng kênh đào Đông Dương dài 14 km nối sông Sê Băng Hiêng với sông Thạch Hãn là hoàn toàn khả thi. Theo kỹ sư cao cấp và chuyên gia địa chất công trình Hoàng Khắc Bá, do vết nứt gãy địa chất, địa hình của toàn bộ vùng biên giới Việt, Lào chỉ gồm một dãy đồi núi thấp, điểm cao nhất cũng chỉ 365 mét, địa hình không quá hiểm trở. Phía làng Cát, địa hình càng thấp hơn, chỉ cao 408 đến 410 mét tại điểm tiếp giáp giữa kênh đào Đông Dương và sông Thạch Hãn. Cao độ này chỉ còn 14 mét chênh lệch so với cao độ 175 mét của sông Sê Băng Hiêng tại điểm sát làng trại, từ 90 đến 120 mét. Điều này tạo điều kiện lý tưởng để Việt Nam có thể xây dựng thêm một nhà máy thủy điện tầm cỡ. Sau nhiều lần điều chỉnh và chỉnh sửa, vào năm 2000, dự án trị thủy dòng sông Mekong cũng chính thức được trình lên Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn phòng Chính phủ và nhiều cơ quan hữu quan khác. Sau đó, nhiều cuộc hội thảo khoa học về đề tài này đã được tổ chức. Dù có nhiều ý kiến trái chiều, các ý kiến hội thảo đều đồng ý rằng công trình hoàn toàn mang tính khả thi và có ý nghĩa thực tiễn rất lớn. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất vẫn là kinh phí xây dựng khổng lồ. Tiến sĩ Quang tính toán rằng, khối lượng đất đá phải bóc đắp để xây dựng các con đập và cải tạo lòng sông Sê Băng Hiêng
lên tới từ 700 đến 800 triệu mét khối. Nếu được thực hiện, nó sẽ là công trình tốn kém nhất của Việt Nam từ trước đến nay, với tổng kinh phí từ khoảng 6 đến 8 tỷ đô la Mỹ. Đó là số tiền của đầu những năm 2000. Còn hiện nay, nhân với mức trượt giá khoảng 1,8 lần của đồng đô la Mỹ, thì số tiền để đầu tư siêu công trình này sẽ phải từ 10,8 đến 14,4 tỷ đô la Mỹ. Đây là một con số mà bất kỳ nhà hoạch định chính sách nào ở Việt Nam nghe thấy cũng phải choáng váng. Hơn nữa, kể cả khi Việt Nam thông qua thì siêu dự án này sẽ phải đối mặt với hàng loạt yêu cầu giải trình từ phía các quốc gia liên quan. Đó là điều tự nhiên thôi. Tại sao khi chúng ta yêu cầu Campuchia tham vấn về kênh Phù Nam Techo, thì các nước khác lại không có quyền đòi hỏi tương tự về kênh đảo Đông Dương? Dù rằng, khi viết về đề án tâm huyết của mình, ông Quang đã khẳng định kênh đảo này sẽ giúp chế ngự lũ cả vùng biển hồ Tonle Sap, giúp Campuchia tránh được ngập úng trong mùa lũ, tạo ra thêm không dưới 1.000 km vuông đất canh tác. Toàn vùng Đông Bắc Thái Lan, nước Lào và một phần Myanmar sẽ có thêm một con đường thủy ngắn và thuận lợi để tiến ra Biển Đông. Công trình trên lý thuyết có thể nhìn thấy được sẽ tạo ra một cú hích, thúc đẩy sự phát triển kinh tế cho cả một tiểu vùng sông Mekong rộng lớn. Tuy nhiên, những lý thuyết này có thuyết phục được các quốc gia trong khu vực hay không thì là một điều chưa ai dám khẳng định. Cứ tưởng rằng dự án siêu kênh đảo Đông Dương đã đi vào quên lãng, nhưng mới đây nó lại được nhắc đến trên nghị trường Quốc hội. Đại biểu Quốc hội Vũ Trọng Kim, đoàn Nam Định đã phát biểu: "Với tầm nhìn xa, tôi đề nghị chúng ta cần có ý tưởng chủ động cho tương lai như xây dựng một kênh đào mới. Đơn cử là kênh đào Kara, xuất phát từ Nam Thái Lan, hướng tuyến ngang qua đảo Phú Quốc của nước ta. Tương lai có thể xuất hiện một kênh đào mới, mang tên Đông Dương, từ sông Mekong của Lào chảy về miền Trung Việt Nam, với điểm xuất phát tại đoạn sông Sê Băng Hiên nối với phần sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị. Con kênh tương lai này chỉ có khoảng 14 km nếu đi theo đường chim bay." Đại biểu Kim nhấn mạnh rằng kênh đào Đông Dương trong tương lai sẽ đem lại nhiều lợi ích, không chỉ từ nguồn tài nguyên nước cho phát triển nông nghiệp, mà còn phát triển giao thông vận tải và dịch vụ du lịch cho cả vùng bán đảo Đông Dương. Điều đại biểu Kim nói chính là điều tiến sĩ Quang đã trăn trở từ 45 năm trước. Nếu tiến sĩ Quang nghe được những lời này, vị tiến sĩ từng bị mang tiếng là hàn dở chắc chắn sẽ cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Tuy nhiên, khi nhìn vào thực tế, những siêu công trình như kênh đào Đông Dương hay cầu vượt biển Hà Tiên, Phú Quốc vẫn quá tầm với Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Để thiết thực hơn, Việt Nam có lẽ nên hướng vào những dự án thực sự cấp thiết và có thể tự chủ về vốn, tránh phụ thuộc vào sự chi phối của các cường quốc. Nhưng không thể phủ nhận rằng, những công trình vĩ đại luôn bắt nguồn từ những ý tưởng táo bạo. Hy vọng rằng Việt Nam sẽ đưa ra lựa chọn sáng suốt trong bối cảnh căng thẳng này, để giúp đất nước phát triển mạnh mẽ và bền vững lâu dài, chứ không chỉ chạy theo những lợi ích trước mắt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên đăng ký và bật chuông thông báo cho kênh để đón xem những video mới nhất của Quân sự 24 giờ nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.